thì hôm nay có được tặng 4 vé xem phim CGV đó. Nay mình tặng lại cho mấy bác sĩ nói đi chơi. Thì mình sẽ có là chúc mừng bạn đã trúng thưởng 2 vé và chúc mừng bạn đã không trúng thưởng. Đó. Bây giờ mình cuộn lại. Mình cuộn lại mình làm thành cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Gần cái gì mà gần? Đó. Cuộn lại, sau đó vô cho bác sĩ bốc thăm. Đó. Nhìn con không biết cái gì đâu. Đổ về ban tổ chức ta làm việc mà sao con ra đây con lời thâm nhập vô sao được. Ok, nó 5 phiếu. 2 phiếu trúng và 2 phiếu không trúng. Mỗi phiếu trúng là sẽ có được 2 vé xem phim. Vô. Ok, này có mấy bạn bốc thăm nè. Rồi. Đây cũng cho mọi người. Không. Thọ tay vô bốc không nhìn. Thôi, em nhìn lần trước, em xin trước nha. Không là có gì đâu. Có, không nhìn được đâu. Nó chỉ có khác nhau một chữ thôi. Nhật. Còn phía còn lại là của Như Như à. Rồi. Rồi, còn phía còn lại là của Như Như đây. Như đâu rồi? Em đại diện cho Như đi. Em đại diện cho Như đi, còn phiếu à. Mở ra. Ai trúng? Trời ơi, ngỡ này mà có số hưởng nha. Kìa kìa, đưa Như kìa. Cái này của Như. Đây. Thử rồi, có trúng không? Không. Trời ơi, cái đứa nó không làm gì hết mà nó có ăn kìa. Rồi, nè. Tặng 2 vé. Đây. Tặng 2 vé. Tại vì ở đây có cặp hết rồi. Còn nhỏ này nè, nhỏ này không biết đi với ai nè. Rồi xong. Thì tới hạn 30 tháng 9 thôi. Vậy. Này hên xui nha, này làm xong rồi hên xui rồi đó. Đâu? Đâu đâu, quạt nó lại ơi, quạt lại coi. Quạt lại coi. Chụp khoe anh Phương liền, gửi anh Phương coi phim kinh dị. Cái phim này là đối với người yêu là đi nó mới phù hợp. Tại vì đôi khi á, mấy đứa mà đang coi cái hú hộm anh ơi, cái bay qua ôm kia liền. Lâu vậy lâu rồi sao tới giờ chưa chia tay? Có mình chứ. 7 năm chưa cưới chia tay thấy không? Rồi, rồi, rồi cho coi lại cái vòng coi. Đó. Ủa vậy đừng đi coi cái phim ma cay mà có người hù. Em thấy coi người yêu em nó bị sợ như thế nào. Trời ơi. Hay quá vậy. Thì đó, không có mới thì nói đâu luôn anh. Thì là ví dụ như tự nhiên em thấy anh nhưỡng cái em quên, hôm nay em ăn không ăn cay với anh. Hả? Tự nhiên hôm nay em thấy anh không quên rồi. Thôi để em bữa sau đi. Ê nhưng mà em đang đặt anh hôm qua em lên kiểm tra thì thấy tại còn tàn xương rộng mà sẽ đã chết rồi. Vì thuốc thì khám này lâu lâu làm sao mà nó cứ giật giật cả. Trời từ lúc qua làm giờ mới qua lấy đó mới qua đầu tiên luôn á. Mà hôm qua chị Xuân qua. Ai cũng lần đầu không mà. Giờ mới qua đầu tiên lấy luôn, bữa giờ qua chơi con mà đúng không? Nay ngày 14 tháng 8 nè, đang 2 giờ rưỡi nha. Không biết 5 giờ có quay lại không, phải check camera là cái nữa mới được. Ủa